Vâng, xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là quý vị và các bạn đang theo dõi một cái buổi là chuyện tự nhiên của xã Diên Nguyên, huyện Diên Châu, tỉnh Nghệ An. Và trên màn hình của quý vị và các bạn, đây là đội tự nhiên của 64 xã Diên Nguyên, là đội đã đạt giải nhất nhì trong thi hội diễn thiếu niên của năm 2017. Đội thiếu niên ở đây thì do ban Ngô Quỳnh Trang, ban đang làm bí thư thị đoàn xóm, đang phụ trách của cái đội này. Đây là cái nghi thức mà khi mà một đôi thiếu niên chạy ra vào sân để duyệt, sau đó là lãnh đạo của đội là phải lên báo cáo tất cả về quân số cho đến tất cả mọi cái vấn đề của đội ngày hôm nay với một cái người gọi là thay mặt của ban chấp hành đoàn xã. Sau khi báo cáo xong thì là ban chấp hành đoàn xã sẽ cho đội thiếu niên bắt đầu duyệt, và kính mời quý vị và bạn chúng ta hãy đón xem đội thiếu niên của 64 xã Diên Nguyên, huyện Diên Châu, tỉnh Nghệ An duyệt như thế nào nhé. Ở đây cũng chia sẻ luôn quý vị và bạn là có một cái đội gọi là có 16 vận động viên, là người hiện nay tạm thời là gọi ban nhạc, thì ở trong này là cái đội này 64 thì gồm các cái anh các chú rất là lớn tuổi rồi, nhưng mà vẫn hỗ vào hỗ trợ các em thiếu niên để thổi sáo thanh trống, để các em đấy có cái nhịp theo nhịp để duyệt. Kính mời quý vị các bạn ta hãy xem nghi thức của cái đội thiếu niên của 64 xã Diên Nguyên này. Gọi là hồng gọi là huynh có tuổi rồi. Đây là cái màn chào hỏi khán giả cũng như là chào hỏi mọi người xung quanh. Đang thấy là bình thường là cái người lãnh đạo của cái đội thiếu niên này, người lúc này lên báo cáo đấy, thì là thường là con trai lãnh đạo và cầm cờ là con gái.
nhưng mà chỉ đoàn cho bố mẹ là tạo một sự khác biệt cho bố mẹ hơn là cho con trai cầm cờ đầu ấy, cầm cờ quốc đi đầu ấy, là người cạnh tranh tao của cái đôi đàn duyệt năm nay là một con trai. Nói hả? Đấy là một cái tin đồn mới mới mẻ ở trong cái chuyện chính thức đôi huấn luyện. Hình ảnh chất lượng máy quay nó được tốt lắm, kính mong quý vị ban thông cảm. Như quý vị bạn đang thấy là trước mặt quý vị bạn thì đây là cái sân vận động ở xã Dinh Nguyên. Bà con cô bác đi xem rất là đông. Đây là cái ngày 29 thì cũng thưa luôn quý vị bạn là một cái ngày mà đang trong cái mùa gặt ở cái xã Dinh Nguyên, nhưng mà bà con vẫn tranh thủ thời gian để đi xem rất là đông. Bên đi hát kiểu đáng lẽ phải cho một người cầm nước hát đúng không? Ở đây thì quý vị bạn đang thấy là trên quý vị bạn nghe hơi xa. Ở đây là đôi thiếu niên đang còn hát quốc ca. Không lòi một lòi cho trường nhìn. Sau khi chào cửa xong thì hát quốc ca. Nhìn cho mau lớn. Thank you.
ta. Và vào các anh có thể là ta sẽ thấy một chút các hoạt động chơi giải trí và là chuyện kia hay là bóng đá bóng đá vâng. Nhưng mà bà có thể bán anh em nào và nhân chúa này tất cả mọi người bán anh chị em đã ta hãy cùng sẵn quyền để tham dự những ngày đây thời gian quý báu để xem video này.